Mới đây, đội đua McLaren đã có một nước đi bất ngờ. Họ chiêu mộ thành công kỹ sư trưởng Rob Marshall của Red Bull vào vị trí giám đốc kỹ thuật của đội. Ông Marshall sẽ rời Red Bull vào cuối mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trên thực tế, công việc của ông cũng đã khép lại từ sớm. Trong sự nghiệp của mình, ông Marshall từng giúp đội Renault cải thiện hệ thống giảm rung lò xo khối, đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của Renault 2 năm liên tiếp 2005 và 2006. Sau này, ông là thiết kế trưởng của Red Bull trong giai đoạn từ 2010 đến 2013, sau đó đảm nhiệm vai trò kỹ sư trưởng. Tôi rất mừng vì mời được ông Rob Marshall gia nhập McLaren. Suốt 25 năm kinh nghiệm làm nghề, ông Rob sở hữu kiến thức phong phú. Dựa vào những gì ông ấy đã làm được cùng Red Bull, đây là một bước quan trọng để giúp đội đua của chúng tôi trở lại với cuộc đua vô địch sắp tới. Kể từ khi thay thế ông Andreas Seidl ở vị trí lãnh đội, ông Stella đã có những thay đổi thượng tầng. Ông đã bổ nhiệm Kyle DeFerran, tay đua từng vô địch Indianapolis 500 vào vị trí cố vấn đặc biệt. Cùng với đó là chiêu mộ trưởng bộ phận ý tưởng thiết kế xe của Ferrari, ông David Sanchez. Nói về việc học hỏi từ các đội đua khác, một tay đua của McLaren cũng rất biết cách tận dụng cơ hội. Giữa cơn mưa ngày Chủ nhật tại Monaco, tay lái trẻ Oscar Piastri đã tận dụng cơ hội để học hỏi từ Max Verstappen. Cuối tuần qua là chặng đua khá ổn với McLaren, hai tay đua của họ đều có điểm về đích an toàn, không mắc sai lầm đáng kể nào. Và theo Oscar Piastri, không phải lúc nào việc có những vị trí thấp cũng mang đến những phản hồi tiêu cực. Việc có Max xuất hiện ngay phía trước cũng rất hữu ích cho một cách nào đó. Đây là lần đầu tiên tôi dùng lốp slick ở một trường đua ướt mưa trong chiếc xe F1. Anh ấy đua rất thận trọng khi trời mưa. Tôi có thể khá yên tâm rằng anh ấy sẽ không khiến chúng tôi va chạm phía trước. Ngoài ra, tôi có thể học hỏi nhiều về khả năng ứng biến với tình huống của Max. Hy vọng những kinh nghiệm mà Piastri rút ra được từ chặng đua này sẽ được áp dụng ở vòng đua kế tiếp khi các tay lái đến với chuyến đua Barcelona vào cuối tuần này với chặng Spanish GP.